Thơm quá ha. Dạ. Em rót từ từ cho anh ha. À rồi. Cái này mà nhậu với bia ngon á. Bia. À quen. Đây là Pro, Pro Fresh. À, đây là một cái Pro, là một tập đoàn phân phối. Cũng ngon ha. Dạ, ngon thiệt mà. Em mới dám giới thiệu. Dạ. Đó, cái chai này nè, là anh về anh trang web bandongthanh.com ạ. À rồi. À. Đó là trời nắng lên rồi. Tương ớt lên men đi anh. Rồi, cảm ơn. Tinh Ni Đoàn mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh Tinh Ni Đoàn. Trước mặt anh chị đó là Hồ Bán Nguyệt ở khu vực Phú Mỹ Hưng. Và hôm nay là ngày Chủ nhật cuối tuần, bây giờ khoảng 10 giờ sáng ngày 21 tháng 8 2022. Và nơi đây thì Tinh Ni ngay chỗ Hồ Bán Nguyệt thì có ngày hội xanh. Đây là một cái lễ hội hội chợ, không biết như thế nào mà cảm thấy rất là đông vui. Và Tinh Ni cũng muốn cập nhật những hình ảnh này gửi anh chị và các bạn. Nhân dịp cuối tuần thì kính chúc anh chị và các bạn luôn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc nha anh chị ha. Đây là hồ bên Phú Mỹ Hưng, quận 7. Nơi đây thì có những cái văn phòng cho thuê, nhà hàng và một cái mall Fresh Sen, Hồ Bán Nguyệt. Bán Nguyệt Mall Fresh Sen. Đây là anh chị. Và hiện tại là có một cái cơn mưa lất phất, thôi chúng ta cùng vào trong cổng để coi ngày hội xanh này có cái gì anh chị ha, nó diễn ra thời gian nào để thông báo gửi tới anh chị và các bạn. Cơn mưa lất phất đây, ngày hội xanh, mưa rồi anh chị. Nhưng mà ở đây thì có mái tre thì chắc không sao. Sài Gòn thì có lúc nắng lúc mưa, như người con gái động đảnh vậy đó. Xa đi cái hướng này là ra đại lộ Nguyễn Văn Linh nè anh chị. Đây cái mo này thì bán đủ thứ hết gì, food court, thời trang, vui chơi giải trí, kể cả chiếu phim. Con đường này là Tôn Dịch Tiên lần thứ 5, rất là nhiều thương hiệu đó. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong khu vực này. Em ơi, đổi chìa khóa xe. Đây là cái khu vực mà bán rau cải, những cái hành giảm 10%, bắp cải, thực phẩm hữu cơ cho người Việt. Bó hành này, bó hành này là hành lá 21.000 anh chị. Cải ngỗng là 29.000. Rất là nhiều hàng hóa. Thầy đồng lắm. Khu vực này thì Vietvet, hành, những rau thơm, giá hành đông lắm chị. Đây là cốt yếu người ta bán và cũng có trương cái thương hiệu luôn. Đây là Vinamilk. Ở ngoài mưa rất là to. Đông lắm. Công ty có làm cái bao không? Dạ không, em đang làm về trái cây thôi. Trái cây.
ông nội giờ làm gì mà lâu dữ vậy? Chôm chôm dưa hấu, trái vườn tâm ngọc. Đây là có những cái mẫu sem linh, ăn uống thoải mái luôn anh chị. Nhãn nè, chuối, ổi, cam. Cái này là cái này là món cái gì? Dạ, cái đó là chanh dây ạ. À, chanh dây. Rồi, cảm ơn bé nha. Cái này của Long An hả? Của công ty gì em? Dạ, con là bên này sẽ là farm ở Long An. À, còn ví dụ như là dưa hấu thì sẽ là từ Tiền Giang. À, Tiền Giang. Cái thương hiệu công ty của mình là trái Sensi Garden. À, bên đó là sẽ của Sensi Garden. Rồi, cảm ơn bé. Nó buồn mình bảo mày là hết sạch rồi. Nó là một cái đội mứt chanh dây. Đây là quầy Happy Land. Mật rồng Honey Plant. Mật ong, quầy bán mật ong. Đây, quầy bán mật ong. Đây là cái quality food, quality life. Nói chung là hiện tại đây là những cái hàng Việt anh chị. À, xanh mà rất là nhiều. Người đó là ai vậy ba con? Coffee. Cà phê không ạ? Cà phê mình có dạng cà phê hòa tan, cà phê túi lọc và cà phê rang xay. À, anh thử cà phê này coi. Hồi xưa cái này cà phê túi lọc. À, anh thử vị nào ạ? Vị nó có mấy vị? Có Robust nè, Ara nè, Blend nè, Decaf. Anh muốn dùng vị nào? Robusta đi. Robusta ha. Ừ. Hồi xưa anh uống cà phê phin, bây giờ thấy cà phê túi lọc này nó cũng tiện. Anh đợi em xíu để mốt rồi. À, ngày xưa thì mình uống cà phê phin, nhưng mà bây giờ thì họ làm một cái túi lọc, thế là đổ nước sôi vào thôi anh chị. Nó những nó có những cái túi như thế này. Thôi được rồi em, tí anh quay lại. Đây, rồi. Em nấu cái túi như thế này. Dạ. Rồi mình cắt ra thì nó sẽ có một cái túi lọc như thế này. Để em xé cho anh nha. Đây là túi lọc. À, túi lọc. Dạ. The Deep ha. Ừ. Dạ. Thì cái này nó sẽ có là 5 vị Robust, Ara, Blend và Decaf. Ừ. Dạ. Bây giờ thì anh đang sử dụng thử cái mẫu là Robust. Ừ. Em sẽ thử mẫu Robust cho anh ha. À, ok. Em cắt một cái đường xé mà sẽ xé như vậy. Ừ. Theo em nghĩ thì cà phê phin và cà phê túi lọc cái nào, cái vị nào nó đậm hơn? À, dạ, tùy theo cái độ mình điều chỉnh nước. À, nước. Dạ. À. Anh đổ càng chậm thì cái hạt cà phê trong này nó... Mình có cần là phải mình đổ để mình cho nó nở ra chút xíu không? Rồi mới đổ luôn hay là đổ luôn?
có hai cách uống. Nếu như anh uống theo cách truyền thống thì ở Việt Nam thì anh càng đổ càng đậm, hạt cà phê càng nở nhiều á thì nó sẽ đổ đậm, nó rất là ngon. Okay. Còn nếu như anh uống theo kiểu nguyên tay là uống theo kiểu thơm thôi. Rồi rồi hiểu rồi. Mình xế theo cái đường này. Vậy là được ha. Rồi, ok. Anh có thể hửi được cái mùi cà phê trước. Dạ. Thơm quá ha. Dạ. Em rót từ từ cho anh ha. Rồi. Khỏi đường nha em. Dạ. Rồi. Cho anh một hộp đi. Nó có mấy loại? Nè, cái loại này. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Để đây. Đang dùng Arabica đúng không? Anh lấy dòng Arabica đúng không? Rồi, đây, cho anh gửi. Anh lấy dòng Arabica. Đúng. Có cho một cục đi cà phê sữa cho chú hả? Đắng, vị nó có một cái vị ngọt, cà phê bốc lên. Rồi, cảm ơn. Nếu anh có bạn, em gửi tặng anh thêm gói cà phê đen có đường, có sữa hoặc là rồi. Du lịch, thêm gói cà phê đen không đường, không sữa cũng hợp tan luôn. Ok, rồi, cảm ơn em nhiều nha. Anh cần, anh cứ gọi điện cho lấy công ty em, em sẽ có chỗ hàng ra. Tận nơi luôn hả? Dạ. Rồi, ý một hộp này cũng giao à? Dạ. Phải mua nhiều chứ. Rồi. Khỏi con. Rồi, cảm ơn. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi anh chị mua một cái gói cà phê sáng, thường thường trong chiếu video thì sẽ mời anh chị uống cà phê, làm này thì nó nhanh anh chị. Nhập chính hãng, ngon hoàn hảo. Em ơi anh chụp thử thịt heo Iberico ạ. Dạ em mời anh chụp. Thịt heo Iberico, Tây Ban Nha. À nhập hả? Em nhập trực tiếp. À nhập. Ngon ha. Đây là thịt heo muối. Muối. Rồi cho miếng muối coi. Dạ. Cái đó là xúc xích. Xúc xích chân dâu muối. Rồi ok. Thử miếng này. Còn đây là thịt heo. Ngon quá. Cái này tất cả các sản phẩm này là em nhập khẩu trực tiếp từ Tây Ban Nha về. Cái này mà nhậu với bia ngon á. Bia rượu. Cái này bán sao em? Dạ, cái dòng mà anh mới vừa ăn là xúc xích á, là 100.000 100g. 100g một cái hộp 100g hả? Dạ. 100g ví dụ như cái này. Đây. Cái này là 510 là 510.000. Ok, anh hiểu rồi. Em có cái card visit ha, chỗ cái cửa hàng nào cho anh xin. Đó là cái card bên em. Cửa hàng á. Dạ, số 3 Nguyễn Đức Cảnh. Rồi, ok. Nguyễn Văn Linh quẹo. Rồi, anh biết chỗ này rồi. Rồi, cái gì bữa nào anh ra anh mua nha. Dạ. Cái đó có vẻ anh hợp hơn cái kia. Rồi. đúng. Rồi, cảm ơn em. Rồi, rất là ngon anh chị. Cái loại muối trời ơi, nó hòa tan. Số 3 Nguyễn Đức Cảnh, Phú Mỹ Hưng, quận 7 anh chị ha. Còn nếu mà mua trên 1 triệu thì giao hàng miễn phí. Miễn phí giao hàng tận nơi với đơn hàng từ 1 triệu trở lên. Ngon quá. Trà, cà phê, đủ các loại. Gạo lứt vân vân. Ở đây thì được thử thoải mái luôn. Đây là Pro Fresh. Đây là một cái Pro, là một tập đoàn phân phối rất là nhiều sản phẩm, trong đó có trái cây. Đây, Pro.
nó pro thì nó phân phối rất là nhiều hàng anh chị, kể cả mỹ phẩm nè, nó là công ty phân phối bưởi 40.000 một trái. Đây những phẩm sản phẩm nó bằng gỗ, dừa, hàng thủ công, đũa, thớt, ly, kẹp. Đây gọi rẻ nhân, nguyên liệu làm bánh, vân vân, cái này hàng nhập. Sữa dê. À, rất là nhiều anh chị, rất là nhiều các sản phẩm. Hạt điều Bà Tư. Mắm sứ gò, tinh hoa, gò công. Em mời anh dùng thử đi anh, các dòng sản phẩm mắm đây gò công từng đơn. Mắm này gồm có mắm gì? Bên em có các loại mắm nêm nè, mắm tinh chua, mắm đu đủ. Mắm nêm mình chấm ăn liền, chấm mỗi cuốn luôn. Vừa vị ăn liền luôn, anh không cần phải về pha chế lại gì hết. Chỉ có là anh phải để trong tủ mát thôi. Để, xin lỗi em để cái ly. Dạ. Rồi. Dạ, em mời anh. Cũng ngon ha. Dạ, ngon thiệt mà, em mới dám giới thiệu. Dạ. Đó, cái chai này nè, là anh về anh cứ để trong tủ mát anh ăn. Dạ. Em còn có sẵn ngày hôm nay á, em còn có sẵn luôn mấy cái cuốn gỏi cuốn nè. Ví dụ như trưa mình ăn trưa đi ăn gỏi cuốn chung luôn. Dạ. Bao nhiêu hũ này đây? Dạ, cái chai này á là hôm nay em có chương trình giảm giá là 70.000 chai. Dạ. 70.000 một chai. Dạ. Còn cái chai mắm tép chua này á thì cái vị nó hơi khuất một xíu, này là từ con tép. Con tép rút nguyên con nè. Em để anh thử luôn nha. Chị ơi, chị dùng sữa bánh không? Em mời chị về mà lên lại. Dạ được rồi chị. Dạ. Dạ dạ. Cái này thì nó hơi lõn luôn một xíu. Lõn lên. Dạ. Lõn hơn kia hả? Do là cái do nó có cái nước ép khóm á. Thì nó hơi chua thanh hơn. Đúng rồi. Dạ. Thì này là tùy cái vị mà anh thích, thường ăn cái này là ăn với cá chiên nè. Dạ. Không, chai đầu ngon hơn. Chai đầu ngon hơn. Dạ. Rồi lấy anh chai đó đi. Chai này ha. Anh có chai đầu ạ. Tôm chua không? Không. Dạ. Anh ơi, em để chung với luôn cái túi của anh được không? Được em. Dạ. 70.000 sản cân. Dạ, 70 ạ. Anh rồi. Ăn ngon có anh đâu. Anh đặt có thể trên website hoặc là anh nhắn cái số điện thoại này. Trên nhãn này cũng có thông tin của bên em. Trời ơi, rồi, dạ. Bỏ vào đây. Dạ. Rồi. Em cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Rồi. Dạ. Em bỏ cái ly kia xuống. Dạ, dạ là cảm ơn em. Đúng rồi. Cái này chừng nào mới cái hội chợ này chừng nào mới kết thúc em? Chiều nay anh. Chiều nay hả? Rồi. Nên là ví dụ như anh chiều về anh có thời gian á, cùng gia đình ra đây rồi mua về mình để dành ủng hộ sản phẩm, tại vì trong ngày hội chợ này á là tụi em lấy cái chương trình cũng tốt nữa. Rồi. Dạ. Rồi cảm ơn em nha. Em cảm ơn em. Rất là nhiều. Dạ. Đường mực, dừa nước. Nó nhiều loại lắm anh chị. Hôm nay thì Sunny nhằm mục đích là giới thiệu anh chị, lâu lâu thì nó có nhiều cái hội chợ, nhưng mà hội chợ này hội chợ xanh.
được luôn. Giờ nói thời đại này thì cái sản phẩm ở Việt Nam làm bao bì cũng rất là đẹp anh chị ha, nó không giống như ngày xưa. Topo này là miễn phí luôn. Để gỡ mua mát vậy. Cái này là trà anh chị, rất là nhiều cái hương. Rồi mình cũng đi nhanh anh chị ha. Đó, thì lâu lâu có những cái hội chợ Sydney cũng muốn cập nhật để anh chị biết cuộc sống ở ngày hôm nay ở Sài Gòn như thế nào. Đây là shampoo làm đẹp, đây những dừa, làm cái gáo dừa cũng đẹp lắm, từ sản phẩm dừa nè, chén dừa. Đây là những cái túi bằng bố chị, vải bố. Ngày xưa vải bố thì mình thấy nó bình thường, nhưng mà túi vải khen quá. Bây giờ vải rất là đẹp. Trái cây, nông sản, những sản phẩm. Rồi, cảm ơn em. Cho anh xin một tờ bỏ vào đây giùm anh đi, anh về anh đọc. Trang web bantongfan.com ạ. À rồi. Này là bông hoa, rau thơm. Khu vực mua thì có những chương trình rút thăm. Coffee, nó cũng coffee chị Thảo. Đây là một cái quầy cà phê bình thường thôi anh chị, bán cà phê thôi. Cà phê đá 35.000, sữa đá 39.000, bạc sữa đá 49.000, nước ép đẹp da 59.000, muốn đẹp da thì thêm. Đây là trải nghiệm trò chơi miễn phí, các em rất thích ở khu vực này anh chị ha. Với những thanh gỗ và nó được có cái hình dáng trước, rồi các em dùng sơn dầu và sơn lên. Đông lắm anh chị. Rất tiếc thì Sunny biết về cái hội chợ và nay đi qua Phú Mỹ Hưng đi công việc, mà rất là tiếc là hội chợ này tối nay hôm nay là hết rồi. Cũng xin lỗi anh chị, hy vọng rằng
cái gì xin y cập nhật sớm để anh chị cho những cái hội chợ sau để anh chị sắp xếp thời gian. Cũng rất là hay, thấy rất là đông vui. Đây là một cái clip cập nhật cuộc sống ở Sài Gòn thôi. Ngày hôm nay có rất là nhiều cái hội chợ. Xin Hy thân ái mến chào anh chị. Hẹn gặp lại anh chị trong những cái video clip lăng thang tiếp theo của Xin Hy Đòn. Hôm nay thì sẽ có một hộp cà phê sáng ngồi đàm đạo với anh chị và một cái mắm nêm để đưa cho em xã bữa nào cuốn cái gì đó chấm tuyệt vời. Xin đi bye bye anh chị nha, hẹn gặp lại. Kính chúc anh chị cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Thân ái mến chào. Đó là trời nắng lên rồi. Xin lỗi lên men đi anh. Cảm ơn. Đó, bye bye anh chị nha, hẹn gặp lại. Vô đây là coi như cứ thử sản phẩm là thoải mái luôn á. Rồi, bye bye anh chị, hẹn gặp lại trong những video clip sau. Thân ái mến chào. Bye bye.